Sáng nay em cập nhật clip một cặp đực ba bê lỡ tầm con. Ba bê thì tầm 15 tháng tuổi, con kem thì tầm 18 tháng tuổi. Anh chị gần xa thấy giá cả hợp lý thì cứ liên hệ em, bò thì bao ăn uống, bao bú dò bú cặn xuống lúng xuống ruột. Đó thì lông nhuyễn da sát. Bò này đang lên bò nha anh chị. Đó, giá cặp bò này là giá 67 triệu. Anh chị gần xa thích cái cặp bò này nhanh tay nhấc máy số điện thoại em đây cho hình. Giá chốt nha anh chị. Đó, còn 68 triệu thì bao xe thành phố Tân An. Anh chị gần xa thấy giá cả hợp lý thì nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trong hình. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trên màn hình. Đó, thì con bao bê là giá 32 triệu. Đó, thì con kem là giá 35 triệu, là tổng là 67 triệu đó anh chị ơi. Bán tại chuồng, anh chị gần xa thích thì cứ nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để màn hình. Giá này thì giá chốt nha anh chị. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để trong hình.